to engage. Or isn't there anyone I can talk to? First blood. Me. The light will show me the way. You have been defeated. Help me. Now, the final blow. Ai mua hạt không? Hạt liên quân giá rẻ giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chòm hổm lạc giảm nha. Mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi. Phê quá rồi. Tới nữa rồi đó. Trời ơi, đậu xanh gặp mấy đại ca này hoài luôn bà con. Hả? Sao gặp cái thằng ông cố nội này hoài vậy nè. Tao nói đậu phộng, đậu bắp, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen. Tao nói là thập cẩm đậu đi cho nó lẹ ha bà con hả. Tôi gặp nó 3 lần rồi đó bà con. Nó không biết mà ông mới cha gì đó. Nãy giờ gặp nó hoài luôn. Ý mà tôi cách 2 phút ra để tôi vô rồi mà tôi vẫn gặp nó. Nữa là đó. Nó cứ vậy hoài đó bà con. Nó gặp tôi là nó xúc, gặp là nó mút. Nó vô nó chào là một chuyện. Nó đấm, nó xúc, nó mút là một chuyện ha bà con ha. Ôi thôi cái chuyện này bỏ qua một bên đi. Hồi nãy giờ chơi game mà chưa có chào bà con nè. Hello everybody. Annyeonghaseyo. Sawasdee ka. Welcome to my channel. Chờ nếu Kappane Kakai Minh TV của em nha. Ở thì hôm nay chúng ta lại gặp một thanh niên YouTuber 2 triệu subscriber. Nhưng anh ta có niềm đam mê chơi ké rất là chậm á luôn á. Đó là ai? It's me. Do cái sự kênh này nó phải mở vung cái sổ chứa mệnh ra. Đúng không Diêu? Đúng gì? Cũng bớt nóng tánh giùm cái đi nè. Thôi bớt chống cự luôn đi anh. Thay buổi này chống cự là chỉ có bụng phệ thôi anh ơi. Rồi xong luôn rồi. Ta nói đập kiêu hết luôn bà con ơi. Trời ơi một quả đứt bô kiêu dành cho La Vi Lé. Ô lộn mà La Vi É. Để tôi coi xẹp đỏ này nó điểm số nhiều giày. Bỏ bận thở xuống em đó. Đi dậy về chó lẹ phải không? Nó vài giây nữa là nó ra được bà con. Một phát một thôi là đi thẳng về tới đàn luôn. Mà bây giờ có cơ hội bỏ điện thoại xuống đi uống nước hay là làm cái quần đùi gì đó là tùy ý quỳnh. Trời ơi tôi nói thiệt bà con nha, nó có một đôi bạn cùng tiếng á các bạn, kiểu giống như là tình cảm anh em như là nhiếm với lại tèo các bạn, nhiếm lập tèo, tèo lập nhiếm rồi kiểu ná ná vậy đó. Đó bạn cùng tiếng của nó là ai bà con biết không? Ai cà banh ra cho tôi không biết mau mớ chai gì đó đậu xanh. Đây là cái trận thứ 3 mà tôi gặp hai thằng ông cố nội này rồi. Tôi không biết lý do gì mà đậu bỏng đó là như vậy đó bà con. Đầu đuôi câu chuyện tôi kể khúc giữa bà con nghe rồi đó. Nói chung thì bà con cứ coi đi, là họ nó đập tôi như con hổng đẻ luôn nè. Ok thôi bây giờ chúng ta sẽ bằng những gì tiếp theo nè bà con ơi. Trời ơi anh Tơ anh bình lia lệ ông đệ luôn các bạn. Rồi anh nắm quần nó đi, anh cứ việc nắm quần, còn cái việc bắn cứ để em lo ha. Rồi mày giống mấy anh chạy rồi đó, chạy hả bự. Nó tính sống dai thành quyền thoại hay sao bà con ơi.
Chumia. Go. Nó cứ vậy hoài luôn á bà con ơi. Hoài luôn. Trời ơi. Hồi nãy hai trận trước là nó y chang như vậy đó bà con. Qua cái trận này nó cũng đập tôi lên bờ xuống ruộng vậy luôn đó. Tôi khổ quá mà. Không lẽ giờ tôi trốn trong trụ với hai thằng ông cứu nội này luôn á bà con. Anh lại mày quá anh đi. Rồi tôi khổ quá bà con ơi. Thiệt luôn á. Tôi là tôi chơi game như bao kìa. Cái chuyện này ai cũng biết hết rồi. Cho nên là thôi bỏ ha bà con ha. Cái gì? Tụi mày quánh đồng bọn tao hả? Thôi đồng quá các bạn. Chạy ông ơi, gắng chạy không? Chạy đi. Có đồng dữ lắm mọi người. Bỏ cái vấn đề này qua một bên đi nè. Còn bây giờ thì xin phép bà con là mình nói vô cái chủ đề chính của cái clip ngày hôm nay ha. Ở thì bà con có biết đây là cái skin dùng, một cái bộ skin mới của vị tướng là vị é đó nha. Để mà có thể sở hữu được cái skin này á, bắt buộc bà con phải mở phun cái sổ sứ mệnh ra. Thôi tốt nhất cứ làm nhiệm vụ tàn tàn đi các bạn. Cần chi gấp là bật chiêu 2 ga bắn nè. Lý do tại sao trong cái tình huống này mình lại mạnh dạn và gan dạ bật cái chiêu 2 lên để ga bắn người ta. Trong những tình huống như vậy, các bạn bật chiêu 2 ra các bạn bắn người ta, các bạn sẽ khiến cho người ta bị xì lô. Xì lô là cái gì? Lô theo như mình được biết á, là bên quốc tịch của mình đó các bạn, lô ở đây là làm chậm. Mà tại sao mình lại đọc thêm chữ xì ở phía trước chữ lô? Tại vì hồi đó mình đi học, cô mình dạy là cái chữ sờ đầu tiên thì mình phải shh, cho nên là mình đọc là xì lô. Ok con gì? Bỏ chuyện đó qua bên đi con, để mà công hờn tao quên từ dựng hết á. Rồi, giúp mấy đeo nè. Anh Sọt Bự ơi, và thấy là một pha bé đèo dành cho người ta. Còn bây giờ là một pha ăn hôi thần trưởng đến từ vị trí của tôi. Bây giờ sao chạy ta? Anh ơi bình tĩnh anh ơi. Thôi để tránh tình trạng bị ga giết các bạn thì thôi băng trụ luôn các bạn ha. Băng trụ luôn đi. Trụ của người ta cứ coi như là của mình đi. Chơi cho nó về. Ok. Thôi bây giờ chúng ta sẽ mần những gì tiếp theo. Thì cái trận đấu này nó mới âu sồ cơ nè bà con cô bác ơi. Một câu nói rất ư là quen thuộc ha. Hey, hai thằng ông cố nội cặp đôi hoàn cảnh kia hoài mít kìa. Thôi farm xong đi về. Chứ lấy không mà nó lên nó quánh tôi. Nó quánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nó quánh cây súng văng lên cây ổi luôn là mệt đó ha bà con ha. Thế cho nên là thôi. Nó đi về rồi, các bắt đầu giãn giãn đội hình ra ha. Mình đi lên trển lại mình farm các bạn. Tại len của mình mà. Mình cứ farm mình đẩy quái cao lên chứ. Để bên kia nó lại túc cà tiệp giãn cái đội hình đó ra. Team mình dễ quánh hơn chút xíu ha. À còn về cái vị tướng La Vie này á, thì cái skill của nó chắc hẳn là bà con cũng biết hết trơn trội rồi. Thì cho nên là ngày hôm nay mình không có nói về cái skill đó nha. Mà mình sẽ nói sơ qua về cái chiêu 2 của vị tướng này thôi. Cái chiêu 2 của vị tướng La Vie này á, các bạn nên dùng đúng trường hợp thôi nha. Đừng có dùng kiểu giống vậy nè. Đó các bạn thấy không? Đừng có dùng kiểu dằn mặt như vậy. Mắt công đồng địch nó bay tới, các bạn không còn chiêu 2 để các bạn bật lên. Chiêu 2 lợi hại lắm á. Nó không phải như là gánh đam đâu nha các bạn. Nó chỉ chịu gọi là hứng skill thôi. Chứ không phải là các bạn kiểu như trụ bắn các bạn bật chiêu 2 lên để né đam là không có nha. Không có giống như bữa thằng YouTube 2 triệu subscribe các bạn nhớ không? Đâu lo á. Đâu lo mọi người. Chủ bắn á, vô bật chiêu 2 lên ứng đam, chết luôn mọi người. Chết luôn. Tôi lại luôn, tính đây. Ơi, tôi nè anh đây, tôi nè anh, tôi nè, tôi. Trời ơi. Nói chứ không biết hồi nãy bà cô có để ý không ha. Cái pha ngàn cân treo sợi bún hồi nãy đó bà con. Bà con biết lý do tại sao anh Ai Hi Cà Banh đã cho anh chết không? Là do phù hiệu tinh linh. Bà con ơi, kính thưa bà con, cô bác, anh chị em, cô dì, chú thím. Bà con ơi, đây là phù hiệu mà em sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Phù hiệu tinh linh sẽ giúp cho đoàn bắn thứ ba của chúng ta sẽ xuất hiện cái tinh linh, và tinh linh sẽ bắn phụ cho chúng ta. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người mà chơi vị tướng La Vie É này mà mọi người chưa biết cái phù hiệu nào thích hợp thì mọi người hãy dùng thử ngay cái phù hiệu này nha mọi người ơi, mọi người ơi. Thôi giờ cái chuyện nó bỏ qua bên ha bà con ha. Còn bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề trận đấu nè. Mà bà con ơi, sao mình thấy cái skin của vị tướng La Vie É này nó na ná giống như là mua gừng đi gáp đồ thần đau quá bà con. Ý, làm gì nát? À
đồ. Có hai mấy giây thôi chứ mày. Trời ơi, một pha truy mạng luôn ha bà con ha. Tên ơi, nó phe mà nó đẻ quá trời quá đất luôn bà con nè. Bình tĩnh ở đây, bình tĩnh tự tin và đừng cây cú chứ ha. Bu mày lại sợ mày quá cơ. Mày làm sao? Mày làm sao mày làm đi? Mày chia đi, ba bố kia nè. Ở tôi biết là đừng ăn mày ơi. Đang xanh lắm rồi, đừng có khiến tôi bị xanh cỏ mấy ba mấy má ơi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Bây giờ tôi phải để ý nha bà con nha, chứ để không làng xịp đỏ với lại ai hi cà banh đa beo. Nó ra nó lụm túi bà con, nó ra nó tính tiền túi bà con. Bây giờ là nó đang me tôi dữ lắm. Cái giai đoạn mà giữa game là cuối game là nó có đam rồi. Cho nên là mình phải cẩn thận nha. Mình đi đâu, mình làm gì, mình cũng phải đi chung với team. Tại vì mình là chủ lực mà các bạn. Mà mình cứ chơi cái kiểu tăng cơ không, mình chơi cái giọng cha ra, nó quánh là đậu xanh lên bờ xuống ruộng là nói sao xui nha bà con nha. Cho nên là cứ để đồng bọn lên trước đi. Mình canh, mình me, sau đó mình vô, mình bắn lia lịa ông địa giống này nè các bạn. Đó, bắn nè. Chiêu chiêu, chiêu 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 chiêu, chiêu 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 chiêu, chiêu chiêu chiêu. Đó bà con thấy không, địch bồ kêu luôn. Mình chơi là mình phải ăn hôi như vậy mà. Không ăn nha, mình chơi là mình phải gọi là mình di chuyển như vậy nha các bạn. Mình chơi AD nha, tốt nhất là mình đừng lên cao nha. Đây nhiều bạn là cầm xạ thủ, các bạn đi lên là các bạn hay lên cao dữ lắm. Tại các bạn chơi, các bạn thấy mấy thằng tăng cơ bang bang lên á. Các bạn thấy vậy các bạn ban theo cho nó nha. Trận này trời ơi gấu ơi, ngay khi cà ban đa beo này nó xéo sắc ghê á bà con. Đâu phòng mày nói đúng rồi, mày bớt nói tôm ơi. Trời ơi, nó làm như trận nào thắng tôi cũng đăng hay sao á bà con cô bác ơi. Thằng ai hi cà banh đa beo này nè, nó xéo sắc với tôi rồi. Xong rồi bố mày xanh rồi, bố mày xanh rồi, xanh rồi, xanh cỏ luôn rồi. Trời đất ơi, khoảng tầm 20 mấy giây nữa tôi thì cái bản mặt của La Vie sẽ xuất hiện tại khu vực tế đàn. Anh nắc gần đi góc thì đang gặp phải sự nguy hiểm. Và bây giờ anh ta còn quay trở lại nhái đèn những thành viên bên kia. Và bây giờ hình như tại khu vực bùa đỏ của anh nắc đang phải gặp sự nguy hiểm rồi. Ít nhất là khoảng tầm 2 đến 3 khi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trong đó các bạn. Và anh Diêu đã bị anh tơ nắm quần. Anh nắc bay vô bộp tay và một pha bé đèo dành cho anh nắc. Anh John thì định vô ăn thôi. Nhưng mà rất là tiếc thì bây giờ anh nắc đang chuẩn bị dí theo. Và anh ấy cứ dí đi, anh ấy cứ dí đi. Dí đi, dí đi, dí đi. Đừng ngại ngùng nắc ơi. Đúng rồi, tập nữa. Nè, Trung không? Trung ơi. Cây không? Cây quá trời, cây quá trời luôn á bà con á. Ta nói nó đúng là đời đen như bọng chó luôn á bà con á. Ta nói tin vui tới chưa được bao lâu, tin buồn nó lại ập tới rồi. Ta nói lẹ quá lẹ luôn á bà con á. Tôi không biết mấy ông mới cha gì đó mà ai hi cà banh đa beo này nó cứ kiếm tôi, nó đập tôi hoài vậy nè. Tôi khổ quá mà. Thôi không để cho bà con phải chờ lâu hơn nữa. Ở thì đây là bu đồ mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay nha. Nhưng trên sau từ từ đừng lên hoàn chỉnh khi kiếm mu ra mã xà nha các bạn. Đối với những chiếc tướng bên đồng địch tương tự như trong trận đấu này nè, không có quá nhiều đấu sĩ đỡ đòn hạng nặng thì các bạn cứ lên tới khi nào mà được cái giáp hộ mệnh thì thôi. Còn khi bên đồng địch nó có quá nhiều những vị tướng đấu sĩ đỡ đòn hạng nặng, cái sóc thứ tư các bạn lên hoàn chỉnh cho mình là khi kiếm mũ ra ma xà trước nha. Đó, nó là như vậy. Còn bu ngọc mình để trong phần mô tả nha bà con. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều vì hồi nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình nè. Các bạn ơi nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như là tặng cho mình xin một nút like. Các bạn ơi quay lại coi clip các bạn ơi. Các bạn ơi đừng rơi các bạn ơi. Còn mà clip hết đâu mà bà con rơi. Bà con ơi bây giờ bà con đang rảnh tay lắm đúng không, có làm gì nữa đâu bà con ơi. Mình nói chung thì bà con có thể tặng cho mình xin một nút like được không bà con? Một nút like bà con. Tuy nó nhỏ nhưng mà cái tình cảm nó mang lại là hơi bị nhiều á nha bà con. Được hơn nữa bà con nào mà yêu quý yêu quý mình hơn nữa. Bà con chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Với lại bà con đừng quên là để lại một dòng comment cảm xúc của bà con ngay tại bây giờ luôn nè. Bà con cảm xúc như nào thì xíu hồi xem sau khi xem xong clip. Bà con nhớ comment vô để giúp cái kênh của mình nó nhanh chóng được phát triển nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Ủa nhưng mà nát nó làm cái gì ta? Mày gần ai vậy? Ô, nó me thằng nào nó đập nè các bạn ơi. Trời ơi con bà bảy này nè, mày làm gì nhím? Mày làm gì cho nhím xù lông?
Rồi cái kiểu này là nó me, nó đập người ta nè. Vậy thì có anh trai guộc mày đây rồi, mày cứ yên tâm ha. Cung tà ma đã có rồi, dứt chơi bay luôn nè. Lên, chú làm gì coi, lại phải lên à, xuống luôn mấy ba mấy má ơi. Như là nó bắt đo các bạn. Công nhận con bà Bảy có thằng anh trai guộc tốt gơ ha bà con ha. Thằng nhỏ đậu xanh trốn muốn bỏ mẹ luôn. Ta nói trốn chui trốn nhủi chuẩn bị đi bắt đo. Nó vô nó khởi động cơm bắt. Ta nói chết chùm luôn bà con ha. Bà kêu tính báo là đâu có thai. Báo ở đây là vừa hổ báo mà còn kiếm vô báo đời luôn bà con ha. Đại kìa trời ơi thấy tụi bay thấy tem kêu đại không. Đại đi tem sắp ca rồi nè. Tụi bay cho tụi bay khoảng vài giây để tụi bay về đó. Nha tụi bay về không. Tụi bay về không? Tụi bay không về phải không? À, thì ra là tụi bay muốn bị ăn đập. Hết thật. Mày nó rồi con. Trời ơi, no thiệt kìa. Bị chủ bắn kìa bạn. Vừa bắn chủ hả bự? Ê, bình tĩnh gấu ơi. Rồi thôi xong. Hết trọt trọt. Hết trọt nè. Chỉ còn ai thành viên mà tôi. Chơi mày luôn. Lụm mày luôn. Rồi xong rồi. Hết trọt luôn. Lụm mày luôn. Tâm tiền mày luôn. Ú giàu ơi. Xong. Vậy là xong rồi đó bà con. Nó dẫn cụ tội hết rồi bà con ơi. Rồi đó mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Vì hồi nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình nha. Bà con ơi, nhớ tặng mình một nút like để giúp cái kênh được tăng tương tác cũng như là mau chóng phát triển nha. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Tí nữa, tầm khoảng 8:45 tối, bạn nào rảnh nhớ qua ứng dụng Nono Like xem live stream ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo nha. Các bạn ơi, bu ngọc của dì tướng La Vie này mình để trong phần mô tả nha. Có gì các bạn vô phần mô tả sẽ giúp mình. Mạnh lắm á, các bạn chơi thử đi. Các bạn yên tâm, mình top 1 La Vie xây giờ tàu mà nha. Bà con ơi, bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì bà con hãy đến với lại Tân Voice Shop, shop điện thoại của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Hiện tại đang trả góp 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, trả góp từ xa không cần tới luôn, trả góp thẳng trên web luôn, mà trả góp mà không cần gọi người thân luôn. Nói chung là việc hồ sơ nhanh nha, quẹo lửa luôn bà con cô bác ơi.